chào quý vị các bạn. Sang ngày hôm nay, mưa dông tại Nam Bộ đã lùi về chiều. Diện mưa thu hẹp lại, chủ yếu xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An. Có điểm mưa lượng khá kèm theo dông mạnh, tương ứng độ phản hồi màu vàng cam trên ảnh radar. Dự báo ngày mai mưa muộn về chiều tối, mưa rải rác tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Khả năng vẫn có điểm mưa vừa mưa to, đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh kèm theo. Mưa sau 15 giờ đến 16 giờ nên ban ngày những khoảng nắng nhiều hơn và trời nóng lên. Tại Biên Hòa, Vị Thanh sẽ lên mức nắng nóng 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành khác dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4.